Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong video hôm nay. Thì mình tiếp tục chia sẻ đến quý vị một con máy xẻ nan nhiều lưỡi của Nhật. Quý vị đừng vội rời khỏi màn hình, ngay sau đây mình sẽ quay chi tiết về cấu tạo chức năng của con máy. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Nói đến Nhật Bản thì chúng ta nghĩ ngay đến một đất nước rất nổi tiếng về máy móc thiết bị. Ưu điểm của các dòng máy Nhật đó là sự bền bỉ, an toàn, chính xác và tiện lợi. Đây là dòng máy chuyên xẻ nan nha các bạn, xẻ nan nhiều lưỡi. Thì hiện tại thì con này nó đang nắp 3 lưỡi nha các bạn. Trên đây là cái đưa phôi nhé, đưa phôi nó có hai bánh xe á. Khi các bạn bật là tự động nó cái phôi gỗ nó sẽ đưa qua. Thì tí mình sẽ test máy cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ quay tổng thể và hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Thì ở đây nó có cái tay quay. Tay quay này chức năng của nó là để nâng hạ lưỡi nhé. Đấy, cái này nó có thể gập vào và mở ra. Các bạn nâng hạ quay lên quay xuống thì cái lưỡi nó sẽ lên xuống này các bạn. Đó, lên này. Quay rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Đó, quay lên đó. Ở đây nó có một cái bánh xe để tì phôi nhé các bạn nhé. Còn hai cái bánh xe này chức năng của nó là để đưa phôi. Ở đây là lưỡi nhé. Lưỡi thì các bạn mở này ra. Các bạn mở này ra là lưỡi này. Lưỡi bên trong đấy. Đấy, các bạn tháo này ra các bạn nắp lưỡi. Thì các bạn nắp lưỡi thì các bạn có thể nắp nhiều nắp ít. Tùy các bạn nhé. Xẻ dày xẻ mỏng đấy. Đấy, các bạn nhìn lưỡi cốt thì cốt phổ thông nhé các bạn. Ở đây là cái hút bụi. Ví dụ các bạn cưa là cái mùn cưa nó sẽ thổi xuống đây. Thì các bạn quan sát tổng thể con máy thì rất là đẹp. Máy thì đầy đủ rồi nhé. Không sứt mẻ, không thiếu cái gì nha các bạn. Ở trong đây là cái motor nhé. Motor ở trong đây này các bạn. Motor xẻ lưỡi. Đây là tay quay, quay lên xuống, nâng hạ cái đưa phôi. Và đây là cái khóa. Khi các bạn chỉnh cự ok, các bạn khóa chặt nó lại để cho nó khỏi di chuyển. Thì mình sẽ bật máy thử cho các bạn xem nhé. Đây là hai cái khóa để khóa thước cữ. Thước cữ các bạn có thể di chuyển tới nuôi nhé. Cái này chỉnh từng ly một nhé. Cái này chỉnh ly. Ở đây là hai công tắc. Một công tắc đưa phôi này. Đấy. Đưa phôi bánh xe chạy nhé các bạn. Máy thì nó chạy rất là êm luôn. Đây là công tắc bật cái lưỡi nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ test máy luôn cho các bạn xem. Lần là được 4 thanh nhé, 3 thanh 4 thanh này. Đấy, tùy các bạn nắp lưỡi nhé. Các bạn quan sát cái đường xẻ của nó rất là nhẵn nhé. Rất là nhẵn luôn. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.